Đây là màn hình ViewSonic. Mã sản phẩm là TD1630. Màn hình 15.6. Màn hình này được phân phối bởi tập đoàn dầu khí ha. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm không? Lôi màn hình luôn. Màn hình được dán tem bảo hành của nhà phân phối không? Nên do mình có một tay à, mình chỉ cắm này thôi. Nó có sẽ có dây này. Này dây Vega màn hình, dây nguồn hai cái ha, à, adapter, dây jack 3.5. Màn hình này được bảo hành 3 năm, mà shop đang bán online và offline. Khách hàng có thể mua hàng trực tiếp dưới cái link mô tả sản phẩm hoặc đặt hàng trực tiếp của shop. Cảm ơn các bạn.